Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thịnh Việt Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì có một số những cái thông tin khá là thú vị, khá là hài hước đối với cái câu chuyện của chị Lan cao tốc 4 làng. Cùng với đó là cái thông tin khá là nóng với cái nhân vật mà Bá Dơ, thằng thám tử Bá Dơ, thám tử cao đó cả nhà. Thì như đã chia sẻ ngày hôm nay đó quý vị, là ngày 22 tháng 4 năm 2024, Lan cao tốc đã thông báo rằng mình đã gửi đơn đến 5 nơi và ngày hôm nay thì Lan sẽ công bố kết quả. Cái đơn của chị Lan là đơn cầu cứu và kiến nghị đề nghị xem xét giám đốc thẩm trong cái vụ án của CEO Nguyễn Phương Hằng. Đơn Lan đã gửi đến 5 nơi, viện kiểm sát, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, chánh án tòa án nhân dân tối cao, rồi là đưa ra rồi là tư pháp quốc hội gì, nói chung là nhiều thứ lắm cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay như Lan đã thông tin là Lan sẽ công bố kết quả, và trước đó đã từng khẳng định rồi, Lan mà gửi giám đốc thẩm đó là sẽ phải hủy án sơ thẩm cho đến phúc thẩm luôn, hủy luôn hai án để mà điều tra lại, ghê lắm. Nhưng mà một điều bất ngờ ngày hôm nay đó cả nhà, bởi vì Thanh Quyền cũng rất là háo hức để mà chờ đón cái thông tin này, rất là háo hức luôn. Rồi mình cũng lên trên trang của chị Lan để mà xem rồi chị Lan là tin tức gì chưa. Nhưng mà bỗng nhiên mình thấy thằng Lan đã mất tích 2-3 ngày nay rồi. Trên mạng xã hội là không một gọi là cái dấu vết gì. Thì mình có gọi là tìm hiểu chú hàng xóm của chị Lan. Thì chú chia sẻ khá là bất ngờ luôn. Lan từ lúc sáng sớm đã ra khỏi nhà. Bên ngoài cửa thì đã đóng cửa ngoài, không biết đi đâu. Trời, mình nghe thông tin mình cảm thấy giật mình cả nhà. Không biết chị Lan đi đâu, gọi là tờ mờ sớm vậy. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng mà cho cái kết quả mà chị Lan đã đấu tranh gọi là mấy năm nay rồi, mà bây giờ chị Lan sáng sớm tự nhiên không thấy ở đâu cả, mình thấy rất là lạ cô chú chị. Không biết là theo quý vị thì chị Lan đi đâu ha, bởi vì mình thấy rằng chị Lan nói chung là thức sớm lắm. Thậm chí chị Lan đã từng chia sẻ, chị Lan nói chung là mấy năm nay Lan không có ngủ được, không ngủ luôn, cả ngàn đêm rồi không ngủ được cả nhà, ghê lắm. Không biết là sợ gì không ngủ được luôn. Thì chị Lan là chúng ta thấy rồi đó, ngày mùng 4 tháng 4 đó, sáng sớm tờ mờ sáng luôn, tòa án chưa mở cửa, Đinh Lan đã có mặt tại tòa rồi. Lan gọi là nguyên đêm không ngủ được, tại vì đồng đội của chị Lan đó, thằng Bảy Gà nó cũng đã từng tiết lộ rồi, cái ngày mà 3 tháng 4 đó là nguyên cái đêm đó Đinh Lan không ngủ. Đinh Lan không ngủ được, là Đinh Lan tờ mờ sáng phải là đến tòa án sớm vậy đó. Ngày hôm nay mình nghĩ rằng là có cái tin gì quan trọng nữa nè, cho nên là chị Lan đã đi từ lúc tờ mờ sáng cho đến bây giờ. Nhưng mà đến giờ này thì vẫn chưa thấy cái tin tức hay là bóng dáng của chị Lan quay trở về nhà cả nhà, ngay thời điểm mà em làm clip này nha. Mà không biết là có cái câu chuyện gì mà nó xảy ra đối với chị Lan hay là không, thì mình sẽ cập nhật liên tục gửi đến quý vị ha. Bên cạnh đó thì một cái nội dung cũng khá là sốc liên quan đến thằng thám tử Bá Dơ cả nhà. Thì bất ngờ một cái thông tin khá là quan trọng, bởi vì trong cái câu chuyện của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh đó, Hồng Loan đó, theo thông tin mới nhất thì lý do mà cái thằng Bá Dơ thám tử này nó đã quay xe gọi là đe dọa bóc phốt Hồng Loan, bởi vì sao? Bởi vì nó đã xin Hồng Loan một điều, không phải là một điều mà là hai điều. Thứ nhất đó chính là nó muốn đặt cái sản phẩm của nó, mật ong ngâm hoa đu đủ đực gì đó, vào cái shop của Hồng Loan để bán, nhưng mà bị Hồng Loan khước từ. Sau đó vấn đề thứ hai, nó xin Hồng Loan là được làm đại lý mỹ phẩm của shop của Hồng Loan cả nhà, nhưng mà cũng bị khước từ. Thì anh này gọi là tức tối, anh quay sang anh đe dọa cho Hồng Loan gọi là 3-4 ngày gì đó, 3 ngày để mà giải thích, nếu không thì nó sẽ gọi là lên bóc phốt Hồng Loan. Một số những cái nội dung gì nó nói nó đã thu thập bằng chứng dữ liệu gì đó, bóc phốt. Đây là cái hành vi mà cô chú anh chị thấy là hành vi gì? Đe dọa. Rồi trước đó chúng ta biết rồi, nó đã giới thiệu cho Hồng Loan luật sư Kha để mà nhảy vào mà tham gia bảo vệ miễn phí, nhưng mà cũng bị Hồng Loan khước từ luôn. Anh này quê, anh này lên gọi là giận dữ, đe dọa bóc chị đi cũng như là Hồng Loan. Thì cô chú anh chị thấy là cái hành vi này là cái hành vi gì, có một thằng như thế nào, có đạo đức hay không, có phải là hành vi của một kẻ tiểu nhân hay không cô chú anh chị. Vấn đề người ta thuê luật sư, mà ta gọi là thuê luật sư nào, đó là quyền của người ta, trong khi là gọi là luật sư nhảy vào bào chữa miễn phí, mình nghe rất là nhiều lần rồi, miễn phí cái quái gì.
nói rằng là cảm thương với cái hoàn cảnh của Hồng Loan để mà nhảy vào bầu chủ miễn phí, trên thực chất có phải là có cái tâm hay không, hay là thực sự là muốn PR bản thân của mình. Thưa quý vị, ở bên ngoài cuộc sống này còn rất nhiều những cái hoàn cảnh, rất nhiều những cái câu chuyện tranh giành tài sản khác nhau, thậm chí còn thê thảm hơn cả Hồng Loan nhiều lắm cả nhà. Nhưng mà sao, nếu mà thật sự có tâm đó thì ra giúp đời giúp người đi, đăng cái bảng lên là mình sẽ bào chữa miễn phí cho tất cả những cái người nào đang bị gọi là cái vấn đề liên quan đến tranh chấp này đi, hoàn cảnh khó khăn này đi. Có phải chăng là Hồng Loan đang được nhiều người mến mộ, câu chuyện của Hồng Loan đang được nhiều người biết tới, nhảy vào PR bản thân hay không? Cái vấn đề của câu chuyện người ta muốn thuê luật sư nào là quyền của người ta. Mình có cái tâm mà bào chữa miễn phí thì cho rằng có cái tâm đi, thì sau khi người ta không chấp nhận thì mình cũng phải biết rằng là cái quyền của người ta là như vậy. Người ta không, người ta có luật sư rồi, người ta không cần. Nhưng mà anh tức tối quậy sang rồi bóc mẹ, sau đó thì sao, rồi là xin để mà đặt hàng ở trong, để mặt ông hoa đủ đực ở trong shop Hồng Loan bán, cũng không, người ta cũng khước từ, người ta không cho sản phẩm của người ta bán rồi. Anh giỏi lên mạng anh bán đi, anh được nhiều người ủng hộ, anh khoe lắm mà, cần gì phải xin xỏ vậy. Rồi tới đại lý mỹ phẩm thì cũng khước từ, bắt đầu bây giờ hâm hẹ rồi. Tại sao mình lại là mình nói là cái thằng này là cái thằng thiếu đạo đức, và thậm chí là qua cầu gút ván, bắt tranh vỏ vỏ. Thưa quý vị, chúng ta thấy rõ rệt rồi đó. Cái thằng này là nó đến với ai, nó đến câu chuyện nào, thứ nhất là nó phải lợi dụng người ta được thì nó mới chơi, và nếu như mà không lợi dụng được á thì nó sai ngay lập tức, nó đạp ngay luôn. Và thậm chí nếu mà trong quá trình nó lợi dụng người ta đó mà nó bị phát hiện, nó cũng quay sang, nó quay hàng lại tố và nó đạp đổ, nó cho người lên rồi xúc phạm nhục mạ người ta rất là nhiều thứ. Mình đã từng nói đấy, chia sẻ rất là nhiều trên cái kênh gọi là tin nóng sốt của hiện tại của mình luôn. Nhưng mà ngày hôm nay mình thấy khá là bất ngờ, không, mình thấy khá bất ngờ với cái thông tin này, bởi vì mình không nghĩ là cái thằng này nó có thể gọi là đê tiện đến mức độ như vậy. Khi mà mình gọi là xin xỏ người ta không chấp nhận đó thì lại quay sang đe dọa, đòi bóc phốt này bóc phốt nọ, trong khi là cái hình ảnh của Hồng Loan, câu chuyện của Hồng Loan trong khoảng thời gian qua nó đã kiếm được bộn tiền rồi, và thậm chí bán được rất là nhiều hàng rồi. Nếu nó không nhảy vào câu chuyện này thì nó có gọi là bán được hàng hay là không, có phải là những người ủng hộ hàng quá cho nó toàn là những người yêu mến Hồng Loan hay không cả nhà. Từ cái câu chuyện liên quan đến gọi là ông Lê Tùng Vân cho đến ngày hôm nay Hồng Loan, và thậm chí kể cả câu chuyện Hồ Duy Hải cũng vậy, nó định đẩy luật sư vào để điều khiển người khác, nó định gọi là đẩy luật sư của nó vào điều khiển người khác. Trong khi đó, trước đó đó cô chú anh chị, đã từng có bác sĩ, đã từng có luật sư danh tiếng đã từng giúp đỡ cho nó rồi, nó cũng quay sang lại nó vô ơn. Cái con người nói chung là đạo đức rất là thấp cả nhà. Nếu mà cần thiết thì mình sau đây mình cả nhà chúng ta cùng nghe luôn, trong cái vụ án Hồ Duy Hải thì nó cũng có cái động thái này. Thì chính em gái, em cũng như là mẹ của Hồ Duy Hải cũng đã lên tiếng về cái câu chuyện bá dơ của thằng thám tử này. Cô chú anh chị, mình đưa lên đây cho cô chú anh chị nghe đó là chúng ta có thể hiểu được cái bộ mặt thật của cái thằng thám tử bá dơ. Còn cái câu chuyện của Hồ Duy Hải đó thì mình thấy rất là rõ ràng, cơ quan chức năng đã xử đúng người đúng tội rồi cả nhà. Nhưng mà thằng này thì nó chỉ là một gọi là thằng YouTuber bình thường thôi, nhảy vào đột nhập vào chỗ này chỗ kia, nói rằng để mình điều tra điều này điều nọ. Làm hơn là nó là công an hay là cơ quan chức năng nữa cả nhà. Trong khi người ta đang làm việc, nó cũng chỉ là thằng YouTube thôi đó, mà lòi đòi lòi đi vào điều tra, không biết có ai mượn nó hay không. Thì em ruột cũng như là mẹ của Hồ Duy Hải đã từng lên tiếng cái thằng bá dơ này như thế nào, mời cô chú chị chúng ta cùng nghe. Kính chào cộng đồng mạng. Lời đầu tiên kính gửi lời cảm ơn vì cộng đồng mạng đã luôn quan tâm theo dõi vụ án Hồ Duy Hải trong suốt thời gian qua, và chúc cả nhà có một sức khỏe để vượt qua cơn đại dịch này. Và hôm nay thì em có một vài ý xin trao đổi với cộng đồng mạng là việc thám tử Cao nói về luật sư Phong. Thứ nhất là thám tử Cao nói gia đình ký hợp đồng với luật sư Phong. Cái chuyện đó thì mong cộng đồng
cộng đồng mạng hiểu rằng cái đó là cái việc mà cái hợp đồng pháp lý của gia đình với luật sư, thì cái đó là cái chuyện cần được bảo mật, ký hợp đồng như thế nào hoặc là ký với một cái phí như thế nào, hay là bất kể là cái chuyện gì đi nữa thì cái đó là cái quyền riêng tư cần được bảo mật giữa gia đình với luật sư. Và cái chuyện thứ hai đó là thám tử Cao nói tại sao luật sư không xin vào để gặp Hồ Duy Hải, thì gia đình xin xác nhận là rất nhiều lần luật sư Đạt cùng luật sư Phong sau phiên phúc thẩm nó có làm đơn yêu cầu được vào trại gặp Hồ Duy Hải để làm cho cái thủ tục tiếp theo, đó là giám đốc thẩm. Nhưng mà bên phía trại giam họ nói là họ chỉ giữ người, họ không có thẩm quyền giải quyết. Còn cái thẩm quyền giải quyết á, là bây giờ nó chuyển ra ngoài trung ương rồi. Gia đình và luật sư ra ngoài trung ương á mà xin. Thứ ba đó là thám tử Cao nói luật sư Phong độc lập, độc quyền, không muốn ai tham gia chung. Luật sư Phong đã rất nhiều lần mời những luật sư cộng sự tham gia cùng và cũng hợp tác, trao đổi. Nhưng mà dần về sau thì những luật sư đó rút chân ra khỏi. Họ nói thôi để mình anh làm đi, chứ vụ việc này thì tụi tôi không có đi theo cùng anh được. Đó là lý do mà tại sao luật sư Phong vẫn đơn độc lẻ loi một mình trong nhiều năm qua. Thì gần đây thì sau phiên giám đốc thẩm có rất nhiều luật sư cộng sự, và đặc biệt đó là liên đoàn luật sư cùng đồng hành phía sau luật sư Phong, nhưng cái chính vẫn là luật sư Phong. Hiện tại thì luật sư Phong chỉ là luật sư hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải, nhưng nếu có một phiên tái thẩm hay là cần một cái thủ tục pháp lý nào nó phù hợp với cái phiên tái thẩm đó mà về cái vai trò của luật sư, thì tới đó là gia đình tự sẽ biết làm như thế nào để cho luật sư Phong được chính thức trở thành luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải. Nếu bây giờ mà thám tử Cao nói gia đình thuê thêm luật sư thì cũng chỉ là luật sư hỗ trợ pháp lý thôi, nguyên tắc là như vậy. Còn nói mà luật sư chính thức của Hồ Duy Hải thì tới phiên tái thẩm đi, người ta yêu cầu như thế nào thì mình sẽ làm như thế đó thôi, không có chuyện gì khó cả, và cũng không cần phải đem lên mạng để bình luận. Có những câu hỏi rất là thấy rất là cô chú anh chị nghe tới đoạn này đó, thì quý vị có thể hiểu được cái ý đồ của thằng bá dơ này chưa cả nhà? Gia đình ta cũng đã có luật sư rồi, nhưng mà thằng này nó nói rằng nó lên trên mạng thì nó nói là luật sư của gia đình á là như thế này như thế kia, rồi phải góp ý là phải thuê thêm luật sư, và tất nhiên mục đích là nó là cái gì, nó sẽ cài luật sư của nó vô. Mình ở đây mình chỉ đưa cái vụ việc này lên để lọt mặt nạ thằng này thôi. Còn cái câu chuyện của Hồ Duy Hải là mình không có ý kiến cũng như là không có bình luận. Bởi vì cái vụ việc đó người ta đã xét xử rồi và đúng người đúng tội rồi cả nhà. Nhưng mà ở đây mình chỉ muốn nhắc lại cho cả nhà nhớ là cái thằng này đó, nó đã từng tham gia vụ án Hồ Duy Hải, nó đã từng xuyên tạc cơ quan chức năng như thế nào, và kể cả nó muốn điều khiển luôn gia đình của Hồ Duy Hải, nó muốn cài cắm luật sư của nó vào, mục đích nó là vậy, nó lợi dụng người ta vô lý. Mà tới bây giờ thám tử Cao mới hỏi luật sư, đó là lý do mà 11 năm nay không ký hợp đồng luật sư chính thức, rồi nói là gia đình nghe lời luật sư Phong nên không dám ký hợp đồng thêm với luật sư nào khác. Xin hỏi ngược lại, tại sao không hỏi câu hỏi này khi mới đặt chân vào cái vụ án này mà đến hôm nay thám tử Cao mới hỏi? Và nếu thực sự có tâm á, thì không ngồi đó soi mói chuyện luật sư đã làm gì, đang làm gì và sắp tới sẽ làm gì, thay vì cùng đồng hành với luật sư đưa ra những cái phương án tốt nhất. Còn về phía gia đình á, là luật sư làm gì phải thông qua ý kiến của gia đình, chứ gia đình làm gì không phải thông qua ý kiến của luật sư. Cái đó là gia đình xin nhấn mạnh lại là luật sư làm gì phải thông qua ý kiến của gia đình. Chính xác. Kể cả việc thuê luật sư nào cùng đồng hành với luật sư Phong, không phải ý kiến luật sư Phong quyết định là được, mà đó là do gia đình có đồng ý hay không. Cho nên đề nghị là thám tử Cao nói chuyện nên tôn trọng luật sư, và thái độ của thám tử Cao thì hôm nay thì tôi không hài lòng mấy. Vì thám tử Cao chỉ có quyền góp ý chứ không có quyền chất vấn luật sư Phong.
hoặc là đưa ra để bàn luận giữa cộng đồng mạng về vai trò và tính cách của luật sư như vậy. Vào cái video hồi tối này là của anh Nguyễn Đức, là đúng là cô Loan có ý kiến như vậy và nhắn gửi anh Nguyễn Đức đăng lên trên mạng. Hôm nay Thám Tử Cao lại đề cập cái vấn đề đó. Thì tôi thấy thật sự không cần thiết. Nói chung những gì mà Thám Tử Cao có ý cho gia đình thì gia đình rất là biết ơn. Và những gì Thám Tử Cao đang vạch ra để cho gia đình đi thì những cái chuyện đó gia đình đã làm hết rồi, làm rất nhiều. Thậm chí là làm trước khi gặp luật sư Phong nữa. Giống như là cái chuyện xin tại ngoại cho Hồ Duy Hải, xin cho luật sư được vào gặp Hồ Duy Hải. Cái đó là quyền lợi của luật sư mà. Gia đình luôn đòi hỏi để luật sư được vào gặp trại giam gặp Hồ Duy Hải. Kể cả phía khúc sau này có luật sư Tạo và một số luật sư cộng sự khác cũng đã làm đơn, ký rất nhiều và đòi cái quyền lợi của mình được gặp Hồ Duy Hải, nhưng mà phía trại giam họ đều khước từ. Nói chung cái đoạn ghi âm này là của em gái của Hồ Duy Hải, thưa quý vị. Mục đích mình đưa lên cái câu chuyện này để cho mọi người hiểu được cái âm mưu và những cái thủ đoạn của thằng Bá Dơ này khi mà nhảy vào bất cứ những cái câu chuyện gì. Và bằng chứng chúng ta thấy đây không phải là một lần, mà bất cứ tham gia vào drama nào, thằng Bá Dơ Thám Tử này nó đều gọi là rất là bẩn bựa và dơ bẩn, chứ không phải riêng về câu chuyện Hồng Loan ngày hôm nay. Thái độ của nó ngày hôm nay chúng ta thấy rồi đó, là cài cấm luật sư vào nè. Ông luật sư gọi là sư kha khá vậy đó, rồi bên cạnh đó là xin Hồng Loan. Mình cảm thấy nhục cái điều này, nhục thay cho những fan hâm mộ đang hút tung hô. Xin Hồng Loan đặt cái sản phẩm của mình vào shop Hồng Loan để mà bán, rồi Hồng Loan không cho, đe dọa quay sang đòi bóc phốt. Bóc phốt cái gì? Cái đạo đức nó có không cả nhà? Rồi sau đó gì, xin làm đăng ký làm đại lý của Hồng Loan về cái vấn đề mỹ phẩm. Hồng Loan cũng không cho à, cũng quay sang gọi là đe dọa đồ bem người ta. Đấy à, cái bản mặt thật đó, thấy chưa? Cái vấn đề vô ơn nó có dám lên đối chất với em hay không? Nó vô ơn với ân nhân của nó. Người ta đã thăm khám gia đình cha mẹ đó, bị bác sĩ đó. Ủy bác sĩ đã thăm khám cho cha mẹ, cho gia đình, cho con cái, cho anh chị em của nó, cho thuốc uống miễn phí, giới thiệu luật sư giúp nó từ án tù ngôi trở thành án tù treo. Nó quay lại, nó vô ơn, nó phủi tay một cái phẹp, cho người lên chửi gia đình bác sĩ không ra gì. Đó là cái tư cách của con người như thế nào? Vô ơn, dắt chanh bỏ vỏ, qua cầu cút gián. Trong tất cả những cái người mà ta từng gọi là đi chung thân thiết cho thằng này thì nó đều lợi dụng người ta hết. Mục đích của nó đến với nó, chơi với nó là phải bị nó lợi dụng. Và khi mà không, nó không lợi dụng được, ngay lập tức nó đạp đổ, nó đi nói xấu hết chỗ này chỗ kia, đi lưu lo thằng này như thế này, thằng kia như thế kia. Rồi cho đến là nếu như bị phát hiện đó nha, nó cũng làm y tan tương tự như vậy. Thậm chí nó găng tố ngược người ta, nó bóc phốt người ta, rồi nó quy người ta vô cái câu chuyện ba sọc. Kể cả danh nhân Huỳnh Uy Dũng mà nó còn nói là ông Dũng là ba sọc mà cả nhà. Nó ghê không? Bộ mặt thật nó được sẽ được lột tả, không sớm thì muộn thôi. Thậm chí tới đây mình CEO với Vương Ngàn trở về đó, nghĩ rằng thằng này nó không thoát đâu cả nha. Không biết rằng quý vị đánh giá như thế nào vì thằng Bá Dơ Thám Tử này. Mình thì mình không còn lời nào để nói đối với những cái gọi là các fan cuồng, fan điên nữa rồi. Fan gọi là fan bất chấp đó cả nhà. Mình chỉ muốn nhắc một điều, những ai mà thật sự gọi là đang gọi là ủng hộ hay đâm mộ thằng này thì nên cẩn thận với nó. Sẽ có một ngày thôi. Thậm chí mình cảnh báo trước luôn cái gì gọi luật sư là đang gọi bên cạnh nó luôn á, trước sau gì ông cũng sẽ bị y chang như vậy thôi. Ông cũng sẽ bị y chang như gọi là ông Trần Văn Sĩ, hay là ông bị y chang như là những cái người mà đã từng thân thiết với nó, cũng sẽ bị nó quay lại qua cầu rút gián rồi. Bản mặt thằng này là cái tướng phản phúc mà ông Lê Tùng Vân đã từng chỉ thẳng mặt và nói rồi đó. Kể cả một ông trùm lừa đảo như là ông Vân, ông đã lừa đảo, nói chung đã hãm hại biết bao nhiêu người, hàng trăm phụ nữ rồi, qua mặt biết bao nhiêu, gọi là đã lách lực biết bao nhiêu tại cơ quan, một số những cơ quan rồi đó. Nhưng mà đó, ông đã nhận ra, ông chỉ rất là hay luôn, thằng này là cái tướng phản phúc, thưa quý vị. Được. Thì đó là một số nội dung mà buổi sáng ngày hôm nay Tình Nguyện muốn cập nhật đến quý vị, đặc biệt là đang hóng thông tin về chị Đinh Lan cả nhà ha. Rồi khi có thông tin về chị Lan mới nhất đó, không biết chị Lan đã đi đâu từ sáng sớm tới giờ rồi, thì Tình Nguyện cũng sẽ cố gắng cập nhật liên tục ha, để mình gửi đến cho quý vị. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.
Vâng, cuối phần video ngày hôm nay Thanh Quyền xin phép được quảng cáo hai cái sản phẩm mà Thanh Quyền đang bán trên nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm đầu tiên đó chính là một sản phẩm vô cùng quen thuộc, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, xuất xứ từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha cô chú anh chị, bảo đảm 100% nguyên chất. 1 lít là 1,5 triệu, một chai như vậy là nửa lít là 750.000 miễn phí ship. Còn đây, đây chính là một sản phẩm đặc sản của quê hương Cà Mau, do chính tay mẹ của em làm luôn cả nhà. Đó chính là tôm sẻ, còn hay gọi người ta gọi là tôm lụi đó cả nhà. Nhiều quý vị khán giả hỏi con tôm sẻ là gì? Là con tôm nguyên con đó, mình sẽ ra mình phơi khô, rồi trong đó có ốp một chút tiêu, một chút ớt để tăng thêm cái hương vị. Đây là một bịch nửa ký nha cả nhà, một bịch nửa ký, nửa ký là 800.000, một ký là 1,6 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng đó thì ủng hộ Thanh Quyền qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Đây là mật ong rừng nguyên chất nha. Đây đó chính là tôm lụi, tôm sẻ. Xin mời tất cả cô chú anh chị chốt đơn.